Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều cơ sở doanh nghiệp đã phải đóng cửa để phòng chống dịch, một bộ phận người dân mất việc làm, mất thu nhập. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm cao, 11 tháng năm 2021, thành phố Sóc Trăng vẫn duy trì được đà tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ sở để thành phố phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, ước đến cuối năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 28.387 tỷ đồng, tăng 1,43% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện trên 14.650 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp có nhiều thuận lợi. Diện tích xuống giống lúa trong năm 2021 là 6.576 ha, đạt 109,6% so với kế hoạch. Trong đó, sản lượng lúa thơm, lúa đặc sản là 17.670 tấn, đạt 110,44% kế hoạch. Giá lúa bán khá cao, nông dân đạt lợi nhuận trên 30%. Đến nay, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hectare đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 170 triệu đồng 1 hectare, đạt 100% nghị quyết. Bên cạnh những kết quả thuận lợi, khó khăn của thành phố, số doanh nghiệp hoạt động đã giảm khoảng 60%. Nếu như đầu năm 2021, thành phố có 1.216 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp kinh doanh, thương mại dịch vụ, sau khi thành phố Sóc Trăng áp dụng thực hiện mức độ nguy cơ cao, vùng cam, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp còn khoảng 40% trên tổng số doanh nghiệp. Để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh, thành phố cũng hỗ trợ lập hồ sơ, thủ tục hành chính, miễn giảm thuế. Thì đến tới cái xác định của cơ quan thuế, đó, thì trên địa bàn phố thì có 3.336 hộ kinh doanh được hỗ trợ cái miễn giảm tiền thuế do tác động cái dịch Covid là 23.326 triệu đồng. Rồi thực hiện gia hạn theo cái nghị định số 52 của chính phủ về cái thời gian nộp thuế và giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân trong năm 2021 là 27.142 triệu đồng. Và thực hiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp quý toán năm 2021 tạm tính là 8.610 triệu đồng cho 1.545 doanh nghiệp. Vinmart cũng đã tư vấn và tuyên truyền với khách hàng là hàng luôn dồi dào để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là trong mùa dịch này. Và chúng tôi thì cũng luôn là theo dõi tình hình của thị trường tỉnh để có nguồn cung ứng hàng hóa đầy đủ. Mặt ngoài ra thì giá cả vẫn là bình ổn để đảm bảo khách hàng nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Mặt khác thì chúng tôi cũng đã triển khai kênh bán hàng online, bán hàng qua điện thoại, qua số hotline để khách hàng ở nhà có thể đặt hàng và chúng ta giao hàng đến tận nhà. Để thành phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế, từ nay đến cuối năm, theo chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì thành phố Sóc Trăng cần chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm, nắm bắt tình hình, kịp thời triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, giúp các doanh nghiệp ổn định, vượt qua khó khăn thách thức trong tình hình mới để tiếp tục vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất. Đề nghị thành phố rà soát lại cái kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế, xem các đồng chí có xây dựng chưa, nếu chưa các đồng chí khẩn trương xây dựng cái kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế chia làm hai giai đoạn từ nay đến cuối năm và giai đoạn năm 2022. Và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động lưu thông hàng hóa, thích ứng, an toàn, linh hoạt, theo nghị quyết 128. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, găm hàng. Từ nay đến cuối năm 2021, thời gian còn lại không nhiều. Bên cạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, thành phố sẽ tập trung ổn định thị trường hàng hóa, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đáp ứng hoạt động cung ứng hàng hóa dịch vụ và đảm bảo nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch năm 2022 sắp tới. Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 11, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện Cù Lao Dung tổ chức hội nghị triển khai thực hiện quyết định số 3.416 và kết luận số 05 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo mức độ nguy cơ tại các xã phường thị trấn và triển khai mô hình trạm y tế lưu động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo kết luận số 5 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và quyết định số 3.416 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Cù Lao Dung là huyện vùng xanh, các xã thị trấn trên địa bàn huyện vùng xanh, riêng xã An Thạnh 2 vùng vàng. Theo đó, hội nghị thông qua kế hoạch triển khai thực hiện 3 mô hình trạm y tế lưu động, quy trình cách ly F1 và quản lý F0 tại nhà và một số nhiệm vụ thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để bảo vệ vùng xanh trên địa bàn huyện.
Với việc thực hiện mô hình trạm y tế lưu động, chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 huyện đề nghị các xã thị trấn phối hợp chặt chẽ, bố trí sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp đảm bảo hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Mỗi người, mọi gia đình xem đây là nội dung hết sức quan trọng để kiểm soát và khống chế dịch bệnh, không để dịch bùng phát. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, phát huy cao hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin để người dân nâng cao ý thức và nắm rõ tình hình, diễn biến của dịch bệnh và giải pháp phòng chống dịch.